Ngày 26 tháng 2, Thái Lan ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh COVID-19 ở nước này lên 40 người. Người dân Thái Lan đeo khẩu trang tự bảo vệ mình trước dịch COVID-19 khi đi tàu điện ngầm ở thủ đô Bangkok. Ảnh Ngọc Quang, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Lan phát biểu với báo giới. Thư ký thường trực Bộ Y tế Su Khum Kang Chanak Imai cho biết, 2 trong số 3 bệnh nhân mới đều là công dân Thái, trở về nước sau chuyến du lịch tới đảo Hokkaido, phía bắc Nhật Bản. Hai người này sau đó đã có tiếp xúc và lây nhiễm sang bệnh nhân thứ 3. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Kazunobu Kato cho biết, hàng chục hành khách được phép rời tàu du lịch Diamond Princess đã xuất hiện các triệu chứng lây nhiễm SARS-CoV-2 như sốt. Những người này sẽ phải tiến hành xét nghiệm để phát hiện virus. Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Kato thông báo bộ này đã phát hiện 45 hành khách có những triệu chứng rõ ràng, đồng thời cho biết nhà chức trách đã đề nghị tất cả những người này tới gặp bác sĩ và tiến hành xét nghiệm. Nhật Bản đã liên hệ với 813 người từng là hành khách trên du thuyền Diamond Princess. Khoảng 970 người đã được phép rời khỏi du thuyền này hồi tuần trước sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, song một vài người sau đó đã bị phát hiện nhiễm bệnh. Nhật Bản đang đứng trước sức ép ngày càng gia tăng trong việc giải quyết khủng hoảng liên quan tới du thuyền này, nhất là sau khi một số du khách được phép rời tàu do có kết quả âm tính, rồi sau đó lại nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, tại Philippines, tổng số 445 công dân nước này trên du thuyền Diamond Princess đang thả neo ở Yokohama, Nhật Bản đã bắt đầu bước vào chương trình cách ly 14 ngày tại một cơ sở ở phía bắc thủ đô Manila sau khi hồi hương vào tối 25 và sáng 26/2 theo Bộ Ngoại giao Philippines, DFA. Sau khi về nước, tất cả các công dân trên, cũng như những thành viên của nhóm phụ trách công tác hồi hương thuộc DFA và Bộ Y tế, đâu cùng phi hành đoàn trên chuyến bay của hãng hàng không Philippine Airlines, đã được đưa tới làng vận động viên ở thành phố Newark để thực hiện chương trình cách ly 14 ngày mới. Video liên quan. Trong một diễn biến liên quan, công ty Nippon Ilsen, đơn vị điều hành du thuyền Asukatu, vừa quyết định hủy tất cả các tour du lịch đã được lên kế hoạch cho Asukatu, xuất phát từ các cảng ở Nhật Bản trong vòng 2 tháng tới. Đây là công ty vận tải biển đầu tiên ở Nhật Bản quyết định hủy các tour du lịch bằng du thuyền do dịch bệnh COVID-19. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tokyo, Nippon Ilsen sẽ hủy tất cả các chuyến du hành xuất phát hoặc tới các cảng ở Nhật Bản trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 tới, trong đó có tour du lịch 100 ngày bằng du thuyền xuất phát từ cảng Yokohama và tới nhiều điểm du lịch khác nhau ở châu Á, châu Âu và Mỹ. Lý giải về quyết định trên, Nippon Ilsen cho biết hãng đã cân nhắc tới sự an toàn và an ninh của các khách hàng và coi đó là ưu tiên hàng đầu. Hãng sẽ hoàn tiền cho những người đã thanh toán trước. Trong khi đó, kết quả khảo sát của hãng tin Kyodo News cho thấy trong thời gian gần đây, nhiều du thuyền quốc tế đã hủy kế hoạch cập cảng Nhật Bản do lo ngại dịch COVID-19. Tại 10 cảng đón nhiều du thuyền quốc tế nhất ở Nhật Bản, kể từ ngày 1 đến 21 tháng 2, các du thuyền quốc tế đã ít nhất 206 lần hủy kế hoạch cập cảng. Trong phần lớn các trường hợp, các hãng điều hành du thuyền đã thông báo trước cho các cảng của Nhật Bản rằng các tour du lịch bằng du thuyền đã bị hủy bỏ. Năm ngoái, 10 cảng trên đã tiếp đón 1.305 lượt du thuyền quốc tế. Con số này có thể sẽ sụt giảm mạnh vì dịch COVID-19 gây thiệt hại vài tỷ yên cho ngành du lịch nước này. Bởi theo tính toán của các chuyên gia trong ngành du lịch Nhật Bản, mỗi lần du thuyền quốc tế cập cảng nước này, các du khách sẽ chi tiêu bình quân khoảng 30-40 triệu yên, tương đương 270.000-360.000 USD. Theo Phan An, Đào Thanh Tùng trên TTXVNLETJ blog.